Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 68 ngày 23. Đoán xét công bình. Kinh thánh Jeremy đoạn 11 câu 18 đến câu 23. Câu ghi nhớ Jeremy đoạn 11 câu 20 phần B. Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí. Chúng ta cùng đọc kinh thánh ở trong Jeremy đoạn 11 câu 18 đến câu 23. Kinh Thánh Cựu Ước trang 696 Mưu nghịch cùng Jeremy Đức giê đã cho tôi biết sự ấy và tôi biết rồi thì Ngài đã tỏ ra cho tôi việc làm của chúng nó. Còn tôi như chiên con dễ biểu bị dắt đến chỗ giết. Tôi chẳng biết họ mưu toan nghịch cùng tôi mà rằng hãy diệt cả cây và trái dứt khỏi đất người sống, hầu cho danh nó chẳng được nhớ đến nữa. Hỏi Đức Giơ Va vạn quân, Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí, tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù họ, vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài. Vậy nên Đức Giơ Va phán như vậy về người Ana tốt là kẻ đòi mạng sống ngươi mà rằng nếu ngươi không muốn chết về tay ta thì chớ nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri. Vậy Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy. Này ta sẽ phạt chúng nó những người trai tráng sẽ chết bởi gươm. Những con trai con gái nó sẽ chết bởi đói kém. Sẽ không có dân sót cho chúng nó. Về đến năm thăm phạt, ta sẽ dán tai họa trên người nam của Anna tốt. Chúng ta ghi ra lời cầu nguyện. Lạy Chúa xin cho con tập can đảm giúp bạn nhận ra việc làm sai Chúa xét đoán công bình tấm lòng và tâm trí em. chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau nhé. Lạy Chúa xin cho con tập can đảm giúp bạn nhận ra việc làm sai. Chúa xét đoán công bình tấm lòng và tâm trí của con. Con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho tất cả quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo.